Đi đây này. Hết nha. Đừng đùa, đừng có đùa. Đừng có đùa nha. Không đùa được đâu. Nói rồi. Rồi nó nhìn thấy mình rồi đấy. 50 mét có giúp nó bắn được mình không? Ui, nó lại cần chơi thế này nữa chứ nhỉ. Trời ơi. Rồi, xác định rồi. Rồi, thôi thôi. Lần này thì té dâu lành ít giữ nhiều rồi. Đằng sau, bé ơi. Đằng sau, trời ơi. Mình đã hết sức cảnh báo rồi nha. Nhưng mà không kịp. Được rồi, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình nha. Đầu tiên thì mình muốn nói đó chính là mình đang tạo một cái bài gọi là tham khảo ý kiến cộng đồng ấy, về một cái thời gian stream, một cái thời gian phát trực tiếp để có thể giao lưu được với nhiều bạn trên kênh của mình nhất có thể ấy. Thì các bạn hãy vui lòng đấy, bớt chút thời gian vào kênh của mình này, xong rồi các bạn chuyển sang phần cộng đồng đấy, chuyển sang cái phần tab cộng đồng, và các bạn bình chọn cái thời gian mà các bạn cho rằng đó là cái thời gian thích hợp, thời gian thoải mái để các bạn có thể tham gia giao lưu của mình nha. Ok, còn mình không thể hứa được là tuần nào cũng như vậy, chỉ có tuần nào mình cảm thấy rằng là thời gian của mình ok, không gian các thứ của mình nó ok thì mình sẽ stream cho mọi người nha. Nhưng chốt lại chúng ta sẽ tìm một cái khung giờ mà có thể nhiều người tham gia với mình nhất có thể nha. Tiếp theo là cái nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay đấy, nhằm đáp ứng không ngừng những cái nhu cầu của những cái khán giả trên kênh của mình, thì mình sẽ làm một cái nội dung đó chính là về những cái đội hình tham khảo, hoặc có thể gọi nôm na gọi là đội hình trong mơ của các bạn. Tất nhiên cái gì thì nó cũng phải có cái thực tiễn một chút xíu nha. Bây giờ không thể nào mà các bạn vừa mới tạo ạc xong rồi các bạn làm quả đội hình full huyền thoại, đội hình mấy con mới ra mà còn chưa biết khi nào nó bán ấy, thì cái điều này nó sẽ không thực tế cho lắm nha. Rồi hôm nay chúng ta có một cái yêu cầu tham khảo về một cái đội hình cày chay của một bạn có cái nickname là Make Hiroshi Novien. Thì bạn ý có bảo mình làm thử cái đội hình này để bạn ý tham khảo. Đầu tiên là một con Juggernaut với cái tia trọng lực 10. Tiếp theo là Guardian với minigun 16. Tiếp đến là Airy với cái bộc phá 12. Tiếp là một con Sniper, Panther với Long 12, phá tầm xa 12 các bạn nhá, Long A 12. Và cuối cùng là một combo sốc sát thương cũng khá là ghê gớm là Killshot với bệ tên lửa 12. Ok, mình sẽ vào giải đấu chơi thử một trận các bạn nha. Rồi mình sẽ chọn bắn tỉa đây, Sniper nha. Bắn tỉa các bạn nha. Ok. Đi lên đây quan sát chút xíu này. Rồi. Thế nào, bắn khẩu này có tầm được 100m á, 100m chút xíu là ngon các bạn. Ôi rồi. Ôi. Lâu không bắn khẩu này á. Rồi, 31k. Mất quá. Lâu lắm rồi mình không bắn long am các bạn ạ. Lâu cực kỳ luôn, lâu dã man. Thời gian nạp đạn thì rất là lâu tại vì mình không có cái bạn này tính chơi bời gì anh. Đi đây này. Hết nha. Đừng đùa. Đừng có đùa nha. Không đùa được đâu. Nói rồi nha, đừng có đùa. Khẩu này không phải là cái gì mà các bạn có thể dẫn được đâu. Bắn nó sát thương ok lắm ấy các bạn ạ. Mình quăng ra đây chút xíu này. Hơi khó nhìn cái tầm này. Rồi, phá xoáy ạ. Một hit này. Mình chạy nhá. Cứ quá tầm nó là được mà. Không rồi, mình phải đứng đây nhá. Rồi, né được rồi nha. Từ từ nó ném phát nữa cái đá rồi mình mới chạy được. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ chạy ra đây đi. Quá cái tầm nó là được nha. Từ từ bình tĩnh nào. Ló cái mặt ra. Đâu rồi? Ôi không được. Từ từ nhá. Một hit, hai hit. Rồi nha, Seeker đến, bay mau liền. Trời ơi. Hai hit các bạn ạ. Một con Gatecrasher không biết có full tím hay không nhưng mà là đau nha. Không đùa được đâu. Ở đây có một con nha, đây này. Bình tĩnh đợi nó về rồi mình bắn nhá. Đợi nó về. Thơm liền. Đây này. Rồi nhá. Ok. Không đủ tầm nữa. Đây đợi nó đi ra đây.
rồi nha. Được đấy. Cái tần suất nó không được nhanh tại vì thời gian nạp nó không có nhiều ấy. Đứng đây bắn. Mình thích nào. Mình thích nào. Một hit này. Con ơ này, không đủ. Không đủ sát thương này, ok. Đây 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 đây, ở đây có một con này. Bao nhiêu đây? Một, hai, rồi. Nó không có cái hiệu ứng quá nóng ấy, nên là không được thực sự là khỏe, mà chơi cũng được nhé. Thử kêu shot nha. Lâu lắm mình không chơi cái combo này. Mình ra đây dình mò xem phát nè. Nhưng bạn kia đâu rồi? Đứng ở đây thì hơi nguy hiểm nhưng mà... đi đâu lại có kéo thơm á? Rồi nha. Đau ấy. Mình bị lệch mất một vài viên á. Thì... một con Zephyr ở đâu? Ờ, một con Zephyr các bạn. Tốt nha. Ô, anh bạn này HP lại yếu rồi. Thế này anh thơm cho mình quá. Ô này, ô này, ô này. Không thẳng nha, đấy. Lui về nha, mình đang bấm lui. Mình đang bấm lui các bạn ạ. Để. Nhớ đường là được em mà. Không có 2-3 con hội đồng thì thoải mái luôn á. Rồi, Seeker đến nha. Rồi, quay... này này thì chơi này. Ok nha, hơi thiếu chút sát thương các bạn ạ. Hơi thiếu nha. Không sao, lần tiếp theo mà nó lại đây là tôi xác định với mình luôn. Từ từ nó lại nhầm mình rồi. Rồi nha, ok. Từ từ nha. Lại một con Gatecrasher này. Thế mình nói rồi, chỉ trong kiểu FFA thì mình còn sợ thôi. Chứ còn trong đây á. Hello baby. Hello anh bạn. Ui, thiếu một chút kìa. Thiếu một chút các bạn ạ. Một chút xíu nữa thôi. Mình thử chơi combo này nhá. Thật sự nó rất là mạo hiểm luôn á. Có 143k HP. Đây này, đây sẽ là mục tiêu của mình nha. Bật cái giáp lên chơi này. Rồi, một nổ nhá. Cũng gì mà này nọ, phết đấy. Lên đây cao chút xíu nha. Rồi, một chỉ nhá. Này thì xác định này, cái tội này. Hiệp này win nha. Rồi, hiệp này win rồi. Xác định luôn. Mình thử Guardian đi. Sấy chúng sinh bình đẳng các bạn nhé. Bây giờ mà có con Seeker này nhìn thấy mình á. Để xem này, anh bạn này lại chơi bắn tỉa ở đây. Rồi. Đây nha, rồi. Khuế này, ôi. Lại bị ấy rồi. Mình lại bị sớm quá các bạn ạ. Nó vẫn còn cái viền đỏ đỏ quanh người ấy, cái màu đỏ đỏ ấy. Ok, cái thế quá nè. Một vã này, hai vã này, ok. Rồi, nó ra sau lưng mình không? Không thấy nha. Từ từ nha, mình... từ từ, nó ra không? Ra không? Có hay không đây? Ok kìa. Mình không thấy cái ký hiệu... pha đó mình thừa nhận là mình không có nhìn bản đồ con. Nhưng mà nó không có ký hiệu cái mắt nó... nó đỏ lên ấy. Đây, nó phải thế này chứ. Vừa nãy mình có thấy cái ký hiệu con nào đâu. Rồi, thôi thì... thôi thì... xác định luôn chứ còn cái gì nữa. Ây da, ây da, ây da. Ui dồi ôi, không kịp các bạn. Né nhanh ha. Bây giờ còn bắn tiền này thôi. Bạn kia đâu rồi? Đây này, vẫn đứng ở đây này. Một hit nha, sau lưng này. Canh mê đây này. Ôi này, ôi này, ôi này. Này này thì đứng, đấy này. Bay màu liền chứ còn cái gì nữa. Đây còn một con. Rồi nha, 40 mấy k á. Rồi, mình thấy tàng hình của Eclipse nha. Kìa kìa. Đây này, đây này, đây này, đây này. Nó ở trên này nha. Đây đây. 14 đều này. Mình cứ tưởng thua chứ. Ok. Một hit nữa, rồi. Mình cứ tưởng thua rồi á. Không có phải. Đợi làm đạn xong thì mình chơi con Solid kia nha. Một hit này. Hai hit này. Ba hit này. Ok, bốn hit này. Ok. Một con Bastion ở trên đầu mình nha. Nhưng kệ, mình win rồi. Mình dám ba con Bastion.
Ơ hoàng. Rồi, MVP nha. Bắn hơi vớ vẩn. Rồi, mình xong một ván. Wow, team 2 cơ à. Team 3 các bạn ạ. Team 3 các bạn ạ. Lại cũng phải sniper thôi. Lại cũng phải sniper thôi. Phải nói rằng đây là một cái đội hình rất là tiết kiệm nha. Toàn là đồ tiết kiệm thôi á. Juggernaut thì cũng tiết kiệm này. Tia trọng lực tiết kiệm này. Bộc phá area thì cũng vẫn là tiết kiệm này. Cho sót bệ tiên lửa này. Hunter long arm này. Đấy. Đều là những một. Ôi xa quá. Ôi rồi, nó hơn kèo mình rồi. Nó bắn tỉa em này thì nó hơn kèo mình rồi. Tại vì tầm bắn của mình không. Chứ mình không có cái ghép tầm bắn các bạn ạ. Mình đứng ra đấy. Này này thì hai hit này. Cứ cẩn thận. Nào ra đây. Có hàng rào không ra đây. Ồ hình như anh bạn ô ngon bị khống chế rồi. Để xác định nó nhá. Mình nạp lại đạn cái đã. Mình nạp lại đạn cái. Mình vẫn đang cày điểm kinh nghiệm phi công để mình có một cái combo đẹp. Có một cái combo đẹp cho khẩu long am này. Ôi mình nhìn thấy phi công cối rồi. Thế này thì khó rồi các bạn ạ. Mình thấy con cối. Đấy đấy biết ngay. Được hay không đấy. Ây à. Con này là con Batson à. Rồi nó vỡ khiên rồi. Rồi. Một hit nó không được à. Ôi rồi cối các bạn ạ. Đã bạn nói rồi. Mình đã nói rồi. Cối nó nguy hiểm lắm. Đợi, bình tĩnh nào. Tiếc nhỉ pha này mà mình có đạn. Mình bắn con Batson kia ra bã luôn. Ơ kìa. Để lại cối này. Lui nha. Rồi nha. Bình tĩnh. Mình nghĩ là mình nên chạy lên đây. Quay ra đây cái này. Rồi xem là có thánh nào ở đây không. Phải lên lấy tầm nhìn á. Không thì cũng khó. Rồi khó không chế nhá. Một hit này. Hai hit rồi nha. Hai hit rồi đấy. Trắng luôn các bạn. Mình liều nha. Một, hai, trời ơi, quá tuyệt vời các bạn ạ. Hai phát bắn của mình quá tuyệt vời luôn á. Triệt tiêu được một con shot rất là nguy hiểm các bạn nhé. Quá nguy hiểm luôn á. Bây giờ thì mình phải bình tĩnh lại nào. Giờ đây nha. Ok. Làm sao vậy? Con này nó chơi phòng lao phá xoáy à? Bình tĩnh nhá. Rồi, đây là cơ hội của mình nhá. Được hay không đây? Thế này nhá. Này thì chơi này. Ôi xong rồi. Ui, thanh niên này combo siêu pháo thế này khó nhỉ. Toàn đồ này thì mình ôi thế này thì khó mình rồi. Thế này thực sự là hơi khó nhá. Ui rồi nó bắn kìa. Rồi. Ô con này phá xoáy này, thanh niên này xác định luôn. Một cháu. Rồi, khép góc con này nhá. Khép góc. Ui không được rồi. Khó nha. Kèo này hơi khó. Bản đồ này nó cứ giải cối này thì mình cũng không biết chạy cái kiểu gì á. Một hit này cái tụ. Bây giờ phải bứt tốc để chạy nha. Từ từ nó rỉa mình ấy. Chạy nha. Rồi, tuyệt vời. Ra đây nha. Chạy được không đây? Cố lên. Mình hy sinh để mình chiếm cái cứ điểm này nha. Mình biết là mình không qua khỏi đâu. Nhưng mà hy sinh nhá. Ui. Không chiếm thì cũng không được cơ. Phải chiếm được. Không chiếm thì cũng không làm ăn được cái gì hết đó. Không chiếm được cái cứ điểm trung tâm là coi như vứt. Rồi. Bây giờ phải chia nhau ra mà chiếm. Không chiếm mà không được. Đây còn một mình nó thôi. Đây cố gắng chạy lên nha. Đừng để nó nhìn thấy. Rồi nó nhìn thấy mình rồi đấy. 50m có giúp nó bắn được mình không? Ui nó lại cần chơi thế này nữa chứ nị. Trời ơi. Nó có tăng tầm à? Ờ nó có tăng tầm khống chế. Cạn lời. Rồi chơi nó đi anh ơi. Vẫn còn một tơn đấy. Đừng để nó cận chiến luôn. Tông luôn. Thế chứ. 96 rồi. Cố lên đừng có thua các anh ơi. Đội hình này thì mình chỉ được cái này thôi. Đội hình lại cối tiếp kìa. Thanh niên này có phải cối không? À đâu, phá xoáy á. Phá xoáy các bạn ạ.
cận chiến là được mà. Ui, cận chiến nó là được mà. 94, 96 rồi, thế này đi thua rồi. Thanh niên này đi vào đi. Ôi, 100 rồi, may đấy. Hết nước bọt rồi cái trận này luôn các bạn ạ. Hết nước bọt luôn. Trời, thế này đi. Lại cái bản đồ này. Bé. Bé dâu. Bé dâu. Bé dâu các bạn ạ. À, video này thắng thì đăng mà thua thì xóa nha. Để cho nó nhanh. Thắng thì đăng mà xua thì thua thì xóa nha. Ôi, bé dâu đang ném nét launcher. Đây, bé dâu đây. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Rồi. Một hit nữa. Né nha, né nha. Rồi, chạy lên nhanh. Chiếm nhanh còn kịp. Chiếm nhanh còn kịp không là mệt mỏi nhá. Đây. Quăng cái hàng rào ra đây phát này. Rồi, chơi nó đi. Chơi nó đi xin tiền rồi. Đứng ngoài hay lắm. Bé dâu vẫn còn sống. Bé dâu vẫn... À, một hit này. Hai hit này. Ba hit này. Ok. Bốn hit này. Được phết nhỉ. Mình bấm nhầm các bạn ạ. Rồi, bé dâu đã bị lên bảng điểm số rồi. Bé dâu đã lên bảng điểm số rồi. Rồi, tiếp tục là pháo xoáy. Một này. Hai này. Ba này. Rồi. Cái này mà... Đây đây đây, bé dâu vẫn ở đây. Rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh mà. Mình phải lựa lượng góc nào đẹp đẹp ra bắn con này không thì không được. Thôi rồi, một hit này, hai hit này, ok. Đây con này, ôi không được, không phải. Rồi đi về đây nha. Ô, con này nó bị mù rồi này. Kẹp, cho nó đi. Đây rồi. Hiện tại thì mình cũng chưa tấn công bé dâu nha. Để xem bé dâu như thế nào đã. Có dấu ấn nhở. Có dấu ấn nha. Bé à, đây 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 đây. Bé đây. Bé đây. Đọc còn đúng. Các bạn đừng có bảo mình cố tình nhá. Tên bạn ý là như vậy nhá. Đây này, tên là rõ ràng là bé nha. Bạn đừng có bảo mình đọc cái kiểu trêu ngươi nha, không có phải. Không nghĩ đọc là pe. Đọc là pe thì nó cũng không được. Chắc chắn đây là pé. Pé. Như kiểu là các bạn đọc là pé từ gaming á. Ok. Mình đùa vui chút vậy thôi, không các bạn ấy. Rồi rồi. Một hit này, nửa cây nha. Nửa cây nha. Này mà có đầy đủ nữa thì tiềm năng còn rất là lớn. Rồi, xác định rồi. Rồi, thôi thôi. Lần này thì bé dâu lành ít dữ nhiều rồi. Đằng sau, bé ơi. Đằng sau, trời ơi. Mình đã hết sức cảnh báo rồi nha. Nhưng mà không kịp. Bé dâu vẫn bị cái con này nó làm thịt. Khổ thân quá. Rồi, 9-100 rồi, ok. Đấy, như đã hứa, thắng thì đăng nha. Được rồi, thì nó thật là phần này thì mình thấy là đánh vui thôi. Còn nếu mà bạn nói mà bạn đầu tư nghiêm túc ấy thì chắc chắn rồi. Cái con này không trụ được bao lâu đâu bạn ạ. Đấy, một viên cối thôi nhá. Một viên cối tên lửa thôi là xác định luôn. Xác định luôn bạn nha. Còn Guardian thì nếu mà chơi trong giải đấu thì mình nghĩ là trong cái giải FFA có thể là nó cũng chơi được ấy, cũng chơi được. Nhưng mà nếu mà so về một con Guardian với Fragment Gun 14 này, hoặc là một con Guardian với cái siêu pháo này, thì chắc chắn rồi, cái combo này nó không thể nói được lên điều gì đâu. Nếu mà chơi minigun ấy thì bạn phải chơi với những con có khiên cơ. Còn nếu mà chơi với Guardian, bạn bảo chơi cận chiến á, thì thực sự là ví dụ bạn phế một con Nomad ấy thì nó cứ đi vòng tròn thì bạn dồn nó cũng đủ mệt rồi bạn ạ. Đấy, nói thật nha. Thế nên là combo này á chơi vui thôi, còn nói thật chơi tối ưu thì không được đâu. Tiếp theo là con Erin này. Về cơ bản thì cũng được, nhưng mà chơi lên full tím á. Chơi lên full tím mà gặp mấy cái kèo mấy con cận chiến quá là khỏe ấy, thì có. Panther pháo tầm xa 12 thì chơi chế độ chiếm cứ điểm rất là tốt. Mình chơi mấy trận toàn MVP thôi, rất là tốt nha. Còn Killshot,
cái combo Killshot với bệ tên lửa 12 này từ ngày xưa nó đã khỏe rồi. Bây giờ thì mình thấy chơi vẫn được, không không có làm sao cả nha. Đấy, chung quay lại thì cả hầm thì mình thấy là có hai cái vế bên này ngoài cùng này, Panther và Killshot thì mình thấy là ok, nếu mà thật sự các bạn ít tiền đầu tư full shot tím cũng được, không sao cả. Nhưng còn với ba cái combo còn lại thì mình thấy thực sự là nó không ổn áp cho lắm nha. Chơi vui thì còn được, mà chơi thực sự là bỏ qua tất cả để đầu tư cái hầm này thì mình sẽ không đầu tư đâu. Ok, video này của mình đến đây thôi. Tất nhiên là mình sẽ lọc những cái bình luận nào mà mình cảm thấy nó tâm huyết ấy thì mình sẽ làm. Chứ còn không thể nào mà các bạn cứ bình luận vu vơ là các bạn muốn đang có ý định như nọ như kia mà mình làm đâu. Mình cũng phải xem xét để sao cho nó không trở thành một cái gì đó nó bão hòa để các bạn xem không chán ấy. Mình làm nội dung thì mình không chán thì mình mới có cái hứng thú được, thì các bạn mới cảm nhận được cái năng lượng, các bạn xem mới vui được. Chứ bây giờ kiểu cứ làm đại trà rồi nói nó cứ bình bình chung chung ấy, nói thật với các bạn là xem nó chán lắm. Nó cái người làm nội dung phải có hứng thú thì trong quá trình chơi bình luận ấy thì cảm xúc nó mới vui được, thì nó mới truyền tải đến người xem được. Chứ bây giờ cứ làm một dàn tràn lan đại hải ra rồi cứ thế nào cũng đội hình cứ thế nào cũng thế này thì mình tin tưởng rằng sớm muộn gì cái nội dung này nó cũng gọi là xuống đáy đáy biển thôi các bạn ạ. Ok, nếu như thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!